hạ đó, là ấp lên biết câu chuyện của em biết cảm động quá. Cảm ơn nhiều ạ. Em ở đâu tới đây? Dạ với Cà Mau ạ. Cà Mau hả? Dạ. Anh lời anh Hạ chia sẻ là hồi nhỏ anh điều gì? Dạ là bị tai nạn xe ạ. Tai nạn xe. Dạ. Rồi đây có mình em với ai nữa không? Dạ em ở trên đây có một mình. Có một thằng em trai nó đang học cao đẳng luôn, quận nhất. Em học 6 lâu chưa? Dạ hơn 5 rồi. Vậy đó hả? Dạ. Buồn nhà tự mò hay sao? Dạ là cũng vô tình lên dịch cái hỏi nhà nghe YouTube á, cái nghe thứ sáu em cũng thích nhạc mà thích từ nhỏ rồi đó, em cũng muốn học đàn á, nhưng mà tại vì không có năng khiếu gì đàn, rồi cái nghe tiếng sáo gì đó rồi cái thích sáo rồi mới tìm hiểu rồi học. Cái chỗ này nó hơi hiu hơi mắc quá à, em có thể tìm chỗ khác không, ví dụ mà có đi bộ á. Ngoài đó là em thấy đông người làm quá, em cũng làm thử đó mà không làm được. Nhiều người làm quá là... Không, em khác biệt mọi người chứ. Em cũng làm ở đó thử rồi mà là, dạ, làm không được. Cái trường đại học thì sao? Hay là những nơi nào đông hơn thì thử chứ? Dạ, chứ mà thường bình thường mấy giờ bữa giờ em bán ngoài đường là nhiều, bán ở cả tư lúc. Hôm bữa tôi vô tình có một cái cô chỉ ra đây thì... Chúc em nhiều nghị lực nha. Dạ, em cảm ơn. Và có nhiều cái hy vọng, nhiều cái tin tức mới dành cho em hy vọng và cái ánh sáng nha. Dạ. Có thể có ai giúp được em? Dạ. Hãy thổi một đoạn nhỏ nghe đi. Dạ. Gái thôi ha mà bị tai nạn xong rồi bị mù vậy đó mà còn biết dùng cái khả năng của mình để đi lao động để kiếm sống bằng cái việc mua bán từ cái bếp một thế rất là tội nghiệp lắm đó luôn. Đêm khuya anh nghĩ anh đọc được cái comment liền, lúc đó anh nghĩ đến anh Hạ ngủ rồi 1 giờ đêm đó, xong rồi bắt đầu đến nhờ anh Hạ thôi. Mở ngoặc anh Hạ nhỏ tuổi hơn mình nha. Nhưng tại hồi nhỏ anh làm nhà báo đó, mặt mình cũng trẻ cho nên gọi anh Hạ luôn tới giờ luôn mấy chục năm nay đó. Mình nhắn tin để mình nhờ anh Hạ chuyển khoản dùm hoặc là giúp dùm thôi, cho tới khi đọc lại comment của anh Hạ, anh Hạ comment với mình á, nói thôi để mình cố gắng mình đi ra ngoài xíu cho nó gây khỏa, cho trong nhà ngoài cũng rất là ngột ngạt với mệt luôn, nên muốn chứng kiến sự thật như thế nào và cũng một lòng là muốn là thông qua cái việc đóng góp của mình á, giúp đỡ mình á, thì nhiều người tìm thấy cổ nha, giúp được cổ hơn ít nhất là mua một cây viết. Tôi thấy là comment nhiều lắm, mua 50 cây, 30 cây, cả 100 cây để giúp cho cổ, và nếu mà có giải pháp tốt á chắc Hưng hứa sẽ đi xin dùng những cô này thêm. Như là anh bạn Bá Hồng á, Hưng đã cũng giúp được, thấy được con mắt con chừng 30-40%, đỡ hơn là không thấy gì. Nếu ra thì có giải pháp rồi đó thì sẽ xin được, sẽ cố gắng. Tôi cố tình là muốn cho Polo thấy cái việc cần phải chia sẻ, trẻ con mà mình phải làm, mình giới thiệu, mình nói hoài nó sẽ ngấm, nó sẽ biết ý thức là cái việc nó nên làm chứ không có ích kỷ, nó không muốn cái điều đó con không chứng kiến, chứ không phải khoe khoang hay là làm màu làm mè vậy đó. Mọi người cứ nghĩ vậy, cái mục đích cao nhất là muốn nhiều người giúp cho cổ hơn nữa, thay vì một mình hơn làm, nhiều người làm nó sẽ được nhân rộng hơn. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những mạnh thường quân, các anh chị thành đạt sẽ giúp được cô bé này. Hưng tin là bạn bè của Hưng sẽ theo được Hưng và đi cùng người này, và khi Hưng lành chân rồi đi hát sẽ trích tiền đi hát của Hưng, Hưng làm show Hưng thành công thì Hưng sẽ giúp đỡ cô bé này. Thế thôi, có duyên chứ, nhiều người kiếm thị, nhiều người cũng bị nhiều lắm mà chưa có duyên gặp, mà cô này là có duyên gặp. Cảm ơn anh Hạ, cảm ơn nhà báo Lê Minh Hạ.